10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Chù chè ôi là la, lại là bà dê bầu đây mấy keo yêu ơi. Đó thì hiện tại thì nhìn cái bụng bà dê như mọi người cũng đã đoán được đó là em bé đã hơn 6 tháng rồi. Vậy thì còn hơn 3 tháng nữa chúng ta sẽ được gặp bé lòng yêu dấu của bà dê. Và rất là nhiều bạn thắc mắc đó là trong bụng bà dê là con trai hay là con gái. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho mấy bà biết giới tính của em bé. Nhưng mà phải có thêm người quan trọng cần biết trước nữa, đó là thầy Đức. Bởi vậy tôi đi kiếm thầy Đức ghét luôn. Đưa tiền cho em không đủ xài đúng không? Hả? Đúng chưa? Không phải. Phải rồi. Chưa phải luôn hả? Chưa. Rồi lấy hết luôn đi. Thật ra thì em nói bụng đúng không? Mà đâu bằng đau đẻ của em. Ờ ha. Có thai rồi thì bây giờ mình phải siêng năng tập thể dục để sau này cho dễ sanh em bé. Ừ, đi dạo thôi. Cho em nè. Ủa điện thoại em nè. Ủa vậy điện thoại của ai? Mở lên coi. Ủa con cướp với con ghệ đó mà. Vẫn trai 12 bến nước bến đục bến trong, gặp thêm con vợ có cái tính sáng mưa trưa nắng chiều lâm râm tối lắc lắc thêm chua, sau đó lại chuyển sang thêm ngọt, mà thêm ngọt lại chuyển sang thêm mặn. Đúng là phận đàn ông con trai. Ôi trời, không biết là gái hay trai, chỉ mong là nó giống mẹ, vì mẹ nó đẹp như tây, còn cha nó đã đen lại lầy. Ơ kìa em yêu ơi, tại sao em lại nói như vậy? Ok mọi người, thì tiếp tục cái hành trình của chúng tôi, thì chúng tôi cần phải nạp năng lượng cho vợ tôi. Vợ tôi một ngày ăn tới 6 cử, ăn rất là nhiều luôn. Em chào mọi người cái đêm. Chào mọi người, đang để mặt mọc nha mọi người, để xíu mới make up được. Ủa sao em ăn gì ít vậy, còn có chút xíu vậy? Trời ơi ăn hết rồi, đợi anh ăn á hả, chắc em ăn 2 dĩa luôn á, thôi đổi luôn đi. Không sao đâu mọi người, tôi quen rồi. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người coi á là người Ấn Độ ăn như thế nào. Hả? Lý do gì sao mà người Ấn Độ người ta không ăn canh là biết không? Sợ phỏng thai. Xuất sắc. Chán lắm mọi người, chồng tôi nó cũng ngộ nữa. Bình thường tôi ăn sáng xong là tôi phải đi về tôi ngủ tôi mới chịu được. Còn chồng tôi là ăn sáng xong là phải uống ly cà phê.
Cà phê gì vậy bạn? Cà phê muối. Muối hả? Rồi uống vô rồi có mặn thêm không? Đi 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 công bố giới tính mọi người ơi. Lộn. Đi chưa? Ở đâu vậy anh trai? Đây chính là nhà của chị Trà đó. Một lát nữa chúng ta sẽ thông báo trai hay gái ở đây. Ủa nhà chị Trà hả ta? Này có toilet mà ta. Ủa Tuấn ơi, mày đâu mất tiêu rồi? Em đây anh trai. Xe này mới tậu anh trai. Ủa ở trong nhà mày cũng chạy xe máy được nữa hả? Dạ được chứ. Anh trai lên đi để em chở lên lầu nè. Ok đi. Để trên trai. Dê chưa nắng ở bàn khùng kia, bực bội dễ sợ. Ủa, hình như có người nói hai anh em mình bị khủng đó. Em nhớ mình tỉnh mà anh trai. Không mấy giờ mình đứng đi xe về, mình cửa chở về anh trai. Có lý. Dạ, lên trai. Trời đất ơi, vậy là đã xong cái bách gao rồi mọi người ơi. Đó, xanh xanh hồng hồng, chấn động liền. À thì mọi người cũng có thắc mắc cái gì vậy? Đứng sát vô coi cái mức người ta đứng ngay lúc này mà. Đó, thì mọi người thắc mắc tại sao có hai trái bóng đen thùi lùi như thế này. Thì trong hai trái bóng này nó sẽ có màu xanh hoặc là màu hồng, để mình có thể là công khai được giới tính của em bé. Và có tới hai trái, tại vì về một trái và Trà một trái. Hai bà đều đang có bầu như bé, đang có bầu bé gồng luôn. Trời ơi, anh thích trai hay gái anh? Thấy anh thích, chắc thích con gái nên bận màu hồng đúng không? Tất nhiên là thích giống chị V rồi. À, giống chị V. Bà V thì thích màu xanh dương nên bà V sẽ bận đồ xanh dương. Nhưng mà không biết là trong trái bóng của bà V là màu gì thì tí xíu mình sẽ biết sao ha. Tôi biết là trai hay gái rồi. Vậy nhưng hả? Mà tôi đang cố giả vờ ra tôi hạnh phúc. Vậy hả? Ủa làm sao má là trai hay gái? Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Ok. Là chị V cũng sẽ sinh thêm một bé nữa. À. Bởi vì bé này trai hay gái gì cũng được. Ok lo. Mọi người nhớ chờ đợi đến phút cuối để biết được giới tính của em bé. Bây giờ mình xin chị Linh cho phỏng vấn cái. Bây giờ cái này là biến hình gì vậy mà tôi thắc mắc quá. Tại vì chị Linh là chưa có bé. Đây có bé, đây có bé vô đây. Đây 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 đây. Đây hai chị này là có bé mà sao chị này lại xuất hiện đây, tôi thắc mắc. Em là ké thôi, em đi ké thôi. Em là công khai giùm. Xin vía đi, xin vía. Đây xin vía. Sắp cưới rồi nên phải đi xin vía trước. Xin 2 năm nữa có. Ồ, vậy chúng ta còn không chờ xem. Ok luôn à. Ai biết 2 năm xong rồi, cái đám cưới xong cái chuẩn bị đó tin vui đúng rồi. Cái đó là trời cho. Không thể biết đó thì mình chọn. Còn nếu theo dự tính là sẽ tầm 2 năm nữa. Ok. Rồi rồi bây giờ cho thêm một cái hỏi phụ là ví dụ Linh mà cũng có bé thì Linh cứ muốn làm suya với bên chị Vi hay là suya với bên chị Trào? Cái đó là do con nó quyết định. Đúng rồi, quen. Không trong đây là trai hay gái. Nếu mà thích thì sao? Nếu mà thích, nếu mà theo cái cái mình thích thì mình thích con trai hay gái. Ừ, đúng rồi. Tôi thích con trai hay gái hả? Đúng. Con gái chắc thích con gái. Thấy chưa? Thấy chưa? Thích màu hồng con gái. Nói chung cái nào cũng thích, nhưng mà con gái thì mình sẽ dễ trau chuốt rồi buộc thắt thắt. Đi chơi với mẹ, quay clip với mẹ, chụp hình với mẹ rồi vậy đó. Anh thích con trai con gái? Tất nhiên là con gái rồi. Con trai. Tại vì biết sao? Tại vì á hả, bình thường nếu đẻ con gái á, thì là gọi là người tình kiếp trước của cha rồi. Còn mình đẻ con trai thì sẽ có hai người đàn ông bảo vệ mình luôn. Nói gì nói với tôi gì? Thích tiểu tam. Từ mấy vậy? 3, 2, 1. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. It's
rồi Hưng, Hưng qua trái, Hưng xách dạ xíu. Rồi máy, máy chạy. 3, 2, 1 dễ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh,